Bạn có biết mỗi mùa đều có nàng đại diện riêng? Làm sao để bốn mùa hòa thuận? Cùng xem La Lilu để tìm hiểu nha. Áo nịt ngực làm từ ri băng hoa sẽ rất hợp với diện mạo mùa xuân này. Cắt mảnh vải phù hợp và may vải như thế này. Làm hai lớp váy từ vải twin, may chúng và ướm lên eo như vậy nè. Một chiếc váy lớn hơn chiếc váy kia, mặc hai chiếc vào và thêm áo nịt ngực ở trên. Vài ống tay áo xuyên thấu sẽ hoàn thiện vẻ ngoài đấy. Trang trí vòng eo với dải ri băng hoa. Có chú chim nhỏ trên vai Barbie mùa xuân. Thắt lưng và tay áo có hoa nở nè. Trang trí phần dưới chân váy bằng các quả bóng xốp màu. Cái váy xinh quá đi. Barbie nhìn như nàng tiên mùa xuân thật sự vậy. Thêm vài phụ kiện nha. Có vòng tay nhung hoa trên tay bạn ấy đây nè. Và một vòng hoa hồng trên đầu. Nó có hương rất thơm. Bộ đồ nói lên tính cách của mình luôn. Mình luôn có tâm trạng tươi mới đấy. Barbie muốn đi dạo qua khu vườn kỳ diệu của bạn ấy. Đẹp quá đi. Phủ một chiếc gương nhựa với hoa và cành trang trí. Giờ mỹ nhân mùa xuân có thể chỉnh sửa lại mái tóc và ngắm bản thân được rồi. Xe đạp của bạn ấy cũng hợp với vẻ ngoài. Mọi thứ bạn ấy chạm đều nở hoa. Nên xe đạp cũng có cành với nụ hoa nè. Làm bó hoa từ các hoa khác nhau và đặt vào trong giỏ xe. Mùa xuân đã đi xe đạp khoảng 3 tháng. Bạn ấy tạo ra rất nhiều vẻ đẹp trên đường đi. Nhưng đã đến lúc vào hè rồi. Hãy sẵn sàng cho mùa nắng nóng nha. May váy cho Barbie mùa hè bằng vải thể thao màu xanh ngọc. Trang trí eo với ri băng và một ít trái cây. Bẻ cong đoạn dây kẽm. Vương miện được làm từ trái cây và hoa rất hợp với mùa hè. Còn có chú ong nhỏ nữa nè. Trang trí người búp bê bằng hình xăm trái cây tạm thời. Thêm hoa hướng dương lên trên tóc. Barbie rất thích các ngày nắng. Có rất nhiều hoa và cây ở khắp mọi nơi. Chim hót vui tận hưởng nắng hè. Trời thật sự rất nóng. Đến lúc sảng khoái đi bơi rồi. Làm áo bằng vải vàng và cố định bằng khóa dán. Thêm viền. Đã đến lúc đi biển rồi. Barbie mùa hè đang tắm nắng trên ghế xếp ngoài trời. Bãi biển đầy cát và nước trong vắt. Mình hơi buồn ngủ. Mình muốn uống cocktail. Bạn ơi, cocktail của bạn đây. Cảm ơn. Ngon quá. Một cơn gió biển thổi qua và Barbie cảm thấy hơi lạnh. Mình đã ở trên bãi biển quá lâu. Trời ơi, lạnh rồi. Cùng làm giỏ đi picnic thôi nào. Quấn nắp chai bằng rơm khô. Rơm này thật sự rất linh hoạt. Bạn còn có thể thắt bím nữa đấy. Che các bên và bím này làm tay cầm. Có thể dùng ren hoa cúc để trang trí. Bạn có thể ăn vặt ở bất cứ đâu bạn muốn với giỏ picnic như thế này. Ăn bánh sừng bò dâu ở ngoài ngon hơn nhiều luôn đấy. Barbie mùa hè muốn đi picnic. Bạn ấy có thể đi mọi nơi mình muốn với xe đạp của mình. Bạn ấy đã sẵn sàng cho chuyến dã ngoại khi thời tiết thay đổi. Trời hơi lạnh, sắp mưa hả? Chào bạn, đã đến mùa của mình rồi. Làm chiếc dù từ cái nắp nhựa nha. Trang trí phần dưới với vải ri băng pom pom. Thêm dây buộc tóc vàng tròn ở các cạnh.
trang trí mép bằng dây buộc tóc trên tuyến phẳng. Dán kính lỗ ở giữa bằng một hình tròn giấy xốp trên tuyến. Chiếc dù có thể chống chọi cả khi giông bão với tay cầm thế này. Barbie mùa hè chưa sẵn sàng cho sự thay đổi thời tiết đột ngột như vậy. Bạn làm mình mất cảm giác đấy, mình còn không có dù nữa. Đừng lo, cho bạn mượn nè, không có khó khăn cho mình đâu. Làm trang phục cho Barbie mùa thu thế nào? Vải kim tuyến màu phấn này nhìn như lá mùa thu vậy. May váy dài cho thời tiết lạnh hơn này nha. Chúng ta cần tay áo dài hơn để giữ ấm. Rồi gắn vào cái váy. Thêm một chi tiết quan trọng. Dùng dụng cụ bấm lỗ chuyên dụng để cắt lá. Wow. Ta sẽ trang trí tay áo và viền của chiếc váy. Mọi thứ nhìn lung linh quá đi. Làm thắt lưng từ phụ kiện cũ. Rất hợp với mùa thu nữa đấy. Chúng ta cần vương miệng từ các lá mùa thu. Uống một cành cây dây kẽm. Kè nó với một vài lớp lá. Phụ kiện mùa thu hoàn hảo đã xong rồi. Hợp với Barbie quá. Ta cần đôi bốt cao để hoàn thiện vẻ ngoài. Giờ búp bê có thể đi bộ qua công viên mà chân sẽ không bao giờ bị ướt. Mỗi mùa đều có sở thích riêng. Sở thích của mùa thu là đan len. Làm kim đan từ các que tre. Cắt xén và cắt ngắn các cạnh để có thể gắn chúng vào các khối nhỏ. Chúng ta chỉ cần chọn màu len phù hợp thôi. Màu đỏ thì sao? Barbie muốn làm món quà cho mùa đông. Không có ai trong công viên nên bạn ấy có thể tập trung rồi. Bạn ấy thích dành thời gian ở một mình. Khi bạn ấy đang ngủ xong thì mùa đông xuất hiện. Cùng làm trang phục cho bạn ấy nha. Chúng ta sẽ cần vải ren. Làm váy nè. Thêm tấm che dài ở vai. Cắt ngắn váy lại. Thêm bông tai ngọc trai. Váy không phải là lựa chọn hay cho mùa đông. Tốt hơn nên mặc thêm quần vào. Đo búp bê trên vải trắng và cắt ra thành hai mảnh. May thành hai ống quần. Giờ lộ mặt phải ra bên ngoài. Trông thật hoàn hảo. Rất hợp với phong cách của mùa đông đó nha. Buộc giải ruy băng satin quanh eo. Chải tóc ra phía sau nào. Kiểu tóc tối giản đã được chọn cho mùa đông. Chúng ta cần phải giữ ấm tay vào mùa đông nữa đấy. Dụng cụ rửa ống và hai miếng pom pom với keo nóng. Đây là bí quyết tạo nên chiếc bịch tai hoàn hảo. Nhìn như hai quả cầu tuyết vậy. Barbie mùa đông thích màu lạnh trong thiết kế nội thất của mình. Bạn ấy thích mọi thứ nhắc mình nhớ về thời gian yêu thích trong năm. Bật đèn người tuyết lên. Bạn ấy nên mặc gì ta? Áo ấm này trông được đấy. Wow! Sơn quả tùng bằng màu acrylic màu trắng. Nhìn như các cạnh được phủ trong tuyết vậy. Thêm chút ánh sáng lấp lánh nữa nào. Có thể dùng hạt này làm đồ trang trí Giáng sinh. Thêm một ít kim tuyến màu bạc lên trên. Nhìn cây thông Noel lấp lánh chưa nè. Đôi bốt trắng biến thành dây trượt băng rồi. Barbie có thể trượt trên mọi tảng băng trên giày trượt này. Dán chúng vào đế giày. Thêm chút kim tuyến. Búp bê đi trượt băng ở công viên giải trí theo chủ đề mùa đông. Bạn ấy luôn yêu thích trượt băng. Nhưng lần cuối bạn ấy trượt băng là 9 tháng trước rồi. Lúc đầu Barbie hơi sợ hãi. Nhưng bạn ấy đã trượt được. Và giày trượt đã giúp bạn ấy nhảy và xoay người như bông tuyết nhỏ. Yeah, mình trở lại rồi. Bạn yêu thích mùa nào? Bình luận bên dưới nha. Hãy like video này, đăng ký kênh La Lilu và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nào của chúng mình nha.